Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, một chàng trai trong một lần điều trị bệnh, các bác sĩ đã phải cắt bỏ hoàn toàn cả hai chân. Chàng trai giàu nghị lực không những đã vượt qua biến cố để bán hàng online mà còn trở thành một người nổi tiếng. Một cô gái xinh đẹp đang làm việc tại Nhật Bản, tình cờ thấy anh trên mạng xã hội đã ngưỡng mộ rồi đem lòng yêu mến. Cô quyết tâm vượt qua tất cả trở về Việt Nam để đến với người mình yêu. Và câu chuyện tình giữa họ đẹp tuyệt vời tới mức được ví như cổ tích giữa đời thường. Nội dung chi tiết của câu chuyện tình này ra sao? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bỏ sự nghiệp ở Nhật về yêu chàng không chân. Tô Đình Khánh là anh cả trong gia đình có ba con. Ba mẹ làm nông dân ở Đắk Lắk. Hết cấp 3, anh rời quê lên Sài Gòn bán hàng online, nuôi mộng mở cửa hàng riêng. Một đêm tháng 4 năm 2018, Khánh đột ngột bị tắc huyết mạch ở bụng. Anh trải qua hai cuộc phẫu thuật với lời nhắn của bác sĩ tới gia đình rằng cả nhà hãy chuẩn bị tâm lý. Tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê, đôi chân của Khánh bị tháo đến khớp háng. Gần một năm thu mình trong phòng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh muốn tự mình vực dậy. Sau lần được gặp thần tượng Nick Vujicic trong một buổi diễn thuyết ở Sài Gòn năm 2019 với lời khuyên của ông, cậu hãy tự tin lên, thay tôi truyền động lực cho những người khuyết tật ở Việt Nam. Nghe vậy, Khánh quyết tâm vực dậy, làm lại cuộc đời. Cũng năm đó, Trần Thị Thương, quê ở Bình Định, đang làm nhân viên đóng gói cho một cửa hàng ở Nhật Bản. Một tối, cô tình cờ lướt mạng, thấy video về một chàng trai không chân chia sẻ về cách sinh hoạt hàng ngày. Cô gái cười chia sẻ, mình rất ấn tượng bởi nghị lực và tinh thần lạc quan của anh ấy. Mình rất muốn biết thêm về anh, nhưng quên bấm lưu video nên mình không biết thêm thông tin nào về anh. Mãi đến đầu năm sau, khi Thương sắp bước qua năm thứ 6 làm việc ở Nhật Bản, nếu ở lại, cô có cơ hội được ký hợp đồng làm việc lâu dài tại đây. Nhưng bất ngờ khi hình ảnh Khánh rạng rỡ trên chiếc xe lăn lần nữa xuất hiện trong một video trên mạng xã hội. Thương nói, mình xúc động khi lại được thấy anh ấy vẫn khỏe, vẫn vui cười. Lúc này chàng trai Tô Đình Khánh không những đã vượt qua biến cố mà còn trở thành một người nổi tiếng. Ngoài ra việc bán hàng online của anh cũng khá thuận lợi. Chàng trai cũng vừa chia tay người yêu là một cô gái xinh đẹp vì lý do gia đình bạn gái phản đối mối quan hệ. Khánh cho biết cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Từng vài lần bị tổn thương, tôi không dám tiếp tục đến với ai nữa. Tuy nhiên, Thương đã tìm ra được Facebook của anh và chủ động nhắn tin làm quen. Xúc động trước một dòng tin nhắn dài chia sẻ tình cảm của một người lạ với 3 năm tìm kiếm mong được gặp mình, Khánh gõ tin trả lời Thương. Thời gian đầu quen nhau, họ hay nhắn tin và gọi điện cho nhau vào khoảng 10 giờ tối theo giờ Việt Nam. Khi đó Khánh mới làm việc xong, còn ở Nhật thì sắp bước sang ngày mới. Về sau, cứ mỗi sáng trong 30 phút đạp xe đến chỗ làm, Thương thường gọi điện trò chuyện cùng Khánh. Cuối tuần đi chơi hay đi mua sắm, cô gái cũng quay video để Khánh có thể ngắm cảnh từ xa cùng mình. Không ai ngỏ lời yêu với đối phương, nhưng họ luôn cảm thấy mình rất gắn bó với những chia sẻ hàng ngày như thế. Vì khoảng cách địa lý và những tổn thương từ những mối tình trước, Khánh không dám nghĩ xa xôi. Nhưng lúc đó Thương đã gọi điện cho mẹ ở quê nhà, kể rằng mình có tình cảm với một người khuyết tật. Qua những lời mô tả, người mẹ biết người thương của con gái là Tô Đình Khánh. Chàng trai bà đã biết từ lâu vì xem những video truyền cảm hứng của anh trên mạng xã hội. Bà hỏi, con có tin vào tình cảm của mình không? Con thật sự dám yêu một người khuyết tật không? Đừng để cậu ấy phải buồn vì con. Người mẹ nói với tình thương dành cho Khánh, bà sợ Thương chưa đủ chín chắn sẽ làm tổn thương anh. Thương không ngần ngại tâm sự với mẹ rằng mình yêu Khánh. Cô gái nói với mẹ rằng về Việt Nam để được làm việc sống gần Khánh hơn. Sợ quyết định sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và nhiều dự định tương lai của Thương ở Nhật, Khánh nói. Lỡ em về mà chúng ta không thành thì sao? Thương đáp lời, em sang Nhật đã 6 năm chưa về nước. Hãy xem đây là một chuyến về quê thăm nhà của em để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh hãy ước là có em đi. Vậy tháng 5 vừa rồi, Thương bỏ lại những dự định ở xứ người về tìm người yêu. Khánh đón Thương ở sân bay, tay phải cầm điện thoại gọi, tay trái bấm nút điều khiển xe lăn điện, khum người ôm bó hoa vào lòng dành để tặng Thương. Khánh hồi tưởng, thấy bạn gái nhưng không thể chủ động chạy đến ôm, nên mình luống cuống lắm. Bất ngờ là Thương chạy lại vuốt má và ôm mình. Thương ấm áp và xinh hơn trong hình nhiều. Ở lại Sài Gòn cùng Khánh một ngày, Thương về quê thăm mẹ ít hôm, rồi vào thuê căn trọ gần nhà Khánh để ở. Hàng ngày cô gái sang nhà phụ anh bán hàng online, đồng thời quan sát nếp sinh hoạt hàng ngày của Khánh. Thương cho biết, tuy không còn đôi chân nhưng anh ấy có thể làm hết mọi việc,
ít cần sự giúp đỡ của người khác. Đặc biệt, anh rất giỏi buôn bán, lạc quan và nghị lực. Còn với Khánh, chàng trai nhận ra Thương không chỉ muốn chăm sóc mình mà còn quan tâm những người bạn đồng cảnh của anh. Nhìn bạn gái tranh đút cơm gỡ xương cho Ngọc Nhất, một người em quen biết mất hai tay, khiến Khánh nhận ra Thương có một tấm lòng rất nhân hậu, chân thành và tử tế với mọi người xung quanh. Yêu nhau, ban ngày họ quấn quýt cùng làm việc, buổi tối cùng nhau đi uống cà phê, ngồi nghe nhạc, đi ăn hủ tiếu gõ ở những quán gần nhà. Thỉnh thoảng Thương dẫn Khánh đến trung tâm thương mại, những chỗ có thể tiện cho Khánh dùng xe lăn di chuyển. Tình yêu của họ không có sóng gió hay những lần cãi vã to tiếng. Dịp sinh nhật Khánh hôm 19 tháng 6, Thương bí mật phối hợp cùng gia đình tổ chức một bữa tiệc dành cho Khánh. Trong khoảnh khắc chắp tay ước và thổi nến, Thương nói rằng: "Anh hãy ước sẽ có được em đi." Thương trải lòng, người bình thường tìm tình yêu đích thực đã khó, người khiếm khuyết như anh Khánh muốn tìm lại càng khó hơn nhiều lần. Mình muốn dành tình yêu và những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy. Bà Trần Thị Nhiên, mẹ Khánh, ban đầu không tin tình yêu của hai người sẽ lâu bền. "Tôi sợ Thương còn trẻ, tình cảm chỉ nhất thời, trong khi những khó khăn khi làm vợ người khuyết tật lại rất nhiều." Dù từng trò chuyện với mẹ Thương và vợ chồng anh chị của cô qua điện thoại trước đó, nhưng khi bạn gái rủ về nhà ra mắt, chàng trai vốn lạc quan bỗng dưng rụt rè. Một đêm đầu tháng 8, Khánh cùng em trai mình và Thương bắt xe đò đi hơn 10 tiếng về nhà chị gái ở Gia Lai. Cả đêm anh không chợp mắt được vì lo lắng, suy nghĩ sợ gia đình bạn gái thấy mình ngoài đời sẽ đổi ý, ngăn cản cô đến với anh cứ hiện diện trong đầu. Hơn nữa, anh cũng sợ gia đình cô bị hàng xóm dị nghị vì xinh đẹp như Thương lại đi yêu một thằng cụt. Trời chưa sáng, Gia Lai đón Khánh bằng cơn mưa rả rích. Anh rể, theo lời Thương, là người rất khó tính, lái xe máy ra đón. Người anh rể ngỏ ý sẽ bế Khánh, nhưng anh từ chối. Suốt những ngày ở nhà Thương, chàng trai cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình. Khánh nói: "Tôi từng nghĩ nếu bị gia đình ngăn cấm thì hạnh phúc của chúng tôi không thể trọn vẹn. Tôi thấy hạnh phúc vì được gia đình hai bên chấp thuận." Một đêm đầu tháng 9, khi Thương xuất hiện trong một livestream cùng Khánh, một khán giả hâm mộ đã gọi nhầm tên cô với người yêu cũ của Khánh. Trước đó nhiều người cũng ác ý bảo rằng cô đến với anh là vì tiền, không có tình yêu khiến Thương tủi thân. Khánh bấm nút điều khiển xe lăn lại gần bạn gái hơn, anh an ủi: "Anh được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Làm người yêu của anh, em phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua nhiều lời nói không hay và đôi lúc sẽ tủi thân như thế này. Khó khăn như thế, liệu em có đồng ý đồng hành với anh suốt cuộc đời không?" Lời động viên trở thành một lời cầu hôn từ đáy lòng. Thương đứng dậy ôm chầm lấy Khánh, lặp đi lặp lại nhiều lần câu: "Em đồng ý, em đồng ý." Vậy là cặp đôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho một lễ cưới sắp diễn ra vào ngày 16 tháng 10. Vài ngày trước, video ghi lại khoảnh khắc Thương trong bộ sari trắng chạy đến ôm chầm lấy Khánh trong ngày thử đồ cưới khiến cộng đồng mạng xúc động. Nguyễn Ngọc Nhất, 23 tuổi ở quận Bình Thạnh, chia sẻ: "Mình ngưỡng mộ và tin tưởng tình yêu của anh chị. Tình yêu của họ khiến em tin vào tình yêu. Khi nó đủ lớn thì mọi rào cản giữa người bình thường và người khuyết tật sẽ không còn. Chúng ta thường đi tìm những điều kỳ diệu cổ tích trong đời thực, nhưng không đâu xa, câu chuyện của anh chị chính là minh chứng." Thưa quý vị, một câu chuyện tình lãng mạn, đẹp như cổ tích giữa đời thường hơn cả trên phim. Chàng trai Tô Đình Khánh và cô gái Trần Thị Thương có lẽ là một cặp duyên trời định. Có lẽ trong mắt anh Khánh, chị Thương là người con gái đẹp nhất thế gian. Còn hình ảnh anh Khánh không có chân, tài hoa đã làm trái tim cô gái tan chảy. Xin được chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này trăm năm hạnh phúc. Và tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.